hiện nay thì cái tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 thì diễn biến hết sức phức tạp. Hiện nay ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mà lây nhiễm trong cộng đồng trong những ngày tới sẽ tăng lên rất là cao. Nhu cầu cái trang thiết bị phòng hộ cho nhân viên y tế thì ngày càng trở nên bức thiết. Trên thị trường thì cái giá của cái những cái trang thiết bị phòng hộ nó rất là cao. Trong khi đó thì Otofan thì đã có một nghĩa cử rất là đẹp, đã mang tặng cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 18 những cái sản phẩm để giúp cho các bác sĩ và những điều dưỡng để hàng ngày chăm sóc bệnh nhân để sử dụng. Thì đây là tôi thấy một cái nghĩa cử rất là cao đẹp. Ngày hôm nay là coi là tôi được nhận khẩu trang là được miễn phí này là rất là kịp thời. Con này là đeo ngoài đường không phải gì cả. Việc cái chân tay rửa này là đẹp lắm rồi. Đây là một hành động rất ý nghĩa và rất đẹp trong cuộc sống này. Em mong là tất cả mọi người hãy ý thức được việc đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng. Đó là những lời bộc bạch hết sức tự nhiên và chân tình của người nhà bệnh nhân khoa phẫu thuật sọ não cột sống ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Sau khi nhận được một chai nước rửa tay sát khuẩn và một khẩu trang y tế do các thành viên trong hội Otofan Hải Phòng tổ chức phát tặng, hoạt động diễn ra tại hai địa điểm là Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và các hộ dân tại khu vực phố Nguyễn Tường Loan của quận Lê Chân. Hội đã tặng miễn phí 1.000 khẩu trang y tế và 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn cho người dân để phòng chống dịch COVID-19. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình cộng đồng Otofan chung tay ngăn chặn COVID-19, dành tặng 10.000 khẩu trang và 10.000 lọ nước rửa tay cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại các cơ sở y tế và trường học. Chúng tôi thấy là cái cách làm của các đồng chí rất kịp thời và tạo ra một cái không khí là nhân dân rất tin tưởng. Và chúng tôi mong là cái này không phải ở một chỗ này, và nhiều chỗ khác nếu như có liên quan đến cái dịch COVID này thì cũng được các đồng chí tạo giúp, thì nhân dân càng phấn khởi và tin tưởng. Chúng tôi mong muốn nhất là góp một phần sức của mình thôi. Thực tế nó cũng rất là nhỏ thôi, không thể nào mà tặng được cho tất cả mọi người ở trong thành phố mình. Thế nhưng mà thôi, thì bây giờ có bao nhiêu ta dùng bấy nhiêu, mà là mong sao là cái chương trình này được lan tỏa đến khắp cả thành phố, khắp cả các cái tổ chức cá nhân để mọi người cùng chung tay vào để lùi dịch bệnh, chiến thắng bệnh dịch này. Món quà ý nghĩa mà hội Otofan Hải Phòng trao tặng tới người dân không chỉ góp sức chung tay với chính quyền và nhân dân thành phố chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh, mà còn mang ý nghĩa như một sứ giả trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh để người dân yên tâm, không hoang mang, lo lắng, góp phần cùng cả nước nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19. Có thể nói, trong lúc nước sôi lửa bỏng mới thấy được những hành động chung tay góp sức với cộng đồng đáng trân quý biết chừng nào. Những việc làm thiện nguyện tích cực đó đã chia sẻ phần nào với ngân sách của chính phủ, chính quyền các cấp và cùng cộng đồng vượt qua những khó khăn mà dịch bệnh gây ra.